Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Không chỉ là người, cho dù là cả Ngô Thiên Đế quốc của người cũng sẽ chịu đả kích mang tính hủy diệt. Những người dân vô tội khác ở trong đế quốc cũng chết tiệt. Xin hãy để ta suy nghĩ một chút. Cho dù ta thoái vị cũng không thể nào làm tổn hại đến những người dân vô tội đó được. Làm sao đây? Những lúc thế này chỉ đành đi nhờ tiên sinh chỉ bảo mà thôi. Thứ chó má, thì ra 4 đồng vàng đó là do ngươi trộm. Ta đập chết ngươi, hả? Gà nhỏ à, chuyện gì vậy? Tiên sinh nhà là thế này, có một vài lựa chọn mang tính quyết định, vẫn mong người chỉ giáo một chút. Ôi trời, những thứ đó không phải lúc trước ta đã nói với ngươi rồi sao? Quy mô, quy mô, quy mô. Gặp chuyện đừng sợ, dũng cảm tiến về phía trước nào được. Được rồi, ta đang bận đây, không nói chuyện với ngươi nữa. Gặp chuyện đừng sợ, dũng cảm tiến về phía trước nào được. Câu nói này của tiên sinh hình như đã có chỉ dẫn. Tiên sinh nhấn mạnh với ta quy mô 3 lần. Quy mô lớn hơn Vân Đỉnh Quốc Quân, nà. Thì ra kỳ vọng của tiên sinh đối với ta lại cao như vậy. Nghĩ thông chưa? Nghĩ thông rồi thì ngoan ngoãn về cùng bọn ta đi. Ngươi, ngươi định làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi rồi. Ngươi dám? Bọn ta là sứ giả của Vân Đỉnh Đế Quốc, dám ra tay với bọn ta, có phải là ngươi không cần cái mạng này nữa hay không hả? Ngươi xem ta có dám hay không? Ta không chỉ giết chết các ngươi, mà còn đến hoàng cung của Vân Đỉnh Đế Quốc, giết chết quốc quân của các ngươi. Quốc quân đại nhân, có phải là ngài có hơi kích động rồi không? Đúng vậy, tuy Vân Đỉnh Đế Quốc làm như vậy nhất định là có điểm lạ. Nhưng làm như vậy thì Vân Đỉnh Đế Quốc nhất định là sẽ không tha cho chúng ta đâu, sợ gì chứ? Này chỉ là quy mô nhỏ mà thôi. Quy mô nhỏ rồi, vẫn mong quốc quân đại nhân nói rõ. Giết chết Vân Đỉnh Đế Quốc, ta muốn trở thành Lăng Hư Vương. Cái gì? Chúng ta không cùng một kích thước với Vân Đỉnh Đế Quốc có hiểu hay không? Uống nhiều rồi, thức ăn cũng ăn không ít, chắc chắn là say rồi đấy. Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì. Nói cho rõ, ta đưa ra quyết định này là bởi vì chỉ thị của tiên sinh. Cho dù đắc tội với Vân Đỉnh Đế Quốc, tiên sinh và đại ca ta sẽ chống lưng cho ta. Ồ, vừa rồi tiên sinh truyền lời xuống. Gặp phải chuyện cũng đừng có sợ, cứ làm là xong thôi. Từ sau khi tiêu diệt Phong Ngữ Đế Quốc kia, có những đại nhân đó chống lưng, mọi người đã quay dịch phong vào Lâu Bản Vĩ thành thần minh phù hộ từ lâu rồi. Quốc quân đại nhân, não thần đồng ý với cách nghĩ của ngài. Dẹp sạch Vân Đỉnh Đế Quốc đó đi. Thần cũng đồng ý, thần to gan xin đánh trận đầu. Ai, khá khen cho các người. Cho nên các người nói xem, giờ ta giết 2 tên sứ giả kia có sao hay không? Quốc quân uy vũ, tiếc là chỉ có 2 tên, nếu không ta cũng có thể giải quyết 1 tên rồi. Quốc quân, ta có một cách. Ồ, nói đi. Ta kiến nghị trực tiếp mang thi thể của 2 tên này về, treo trên thành lâu của Hoàng Cung, Vân Đỉnh Đế Quốc. Như vậy mới có thể thể hiện quyết tâm của chúng ta tuyên chiến với Vân Đỉnh Đế Quốc. Ý hay. Nếu không phải là có tiên sinh chỉ dẫn, ta sao dám động đến Vân Đỉnh Đế Quốc cơ chứ? Bây giờ lại đưa ra một bước quan trọng. Nếu tiên sinh biết được chắc chắn là sẽ rất vui đây. Vân Đỉnh Đế Quốc, đã 2 ngày rồi sao vẫn không có tin tức gì vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Các hạ nghĩ nhiều rồi. Vân Đỉnh Đế Quốc ta có địa vị chí tôn ở Lăng Hư giới, không ai dám làm gì bọn ta hết. Ngược lại, còn sẽ có được bảo vệ, bởi vì nếu như sứ giả của ta mà chết, không ai có thể gánh vác được hậu quả. Nếu vậy thì tốt. Khởi bẩm quốc quân, diệt thế đại nhân. Trên thành lầu của hoàng thành ta, chúng ta phát hiện có treo 2 túi thi thể. Cái gì túi thi thể? Là ai lại to gan như vậy? Quốc quân tha tội, thật sự không rõ. Người đâu? Ta cũng muốn xem bên trong là cái gì.
Ngoại trừ mùi thật sự là rất giống. Ừm, rất giống đấy. Là khiêu khích của Xích Quả Quả. Trong vòng hôm nay, ta muốn biết thân phận của hai người này, rốt cuộc là ai đã làm. Vâng. Những chuyện thế này không cần phải tức giận, giao cho thuộc hạ đi làm là được. Đối với của chúng ta, trụ tiên mới là mấu chốt. Ngài nói đúng. Đúng là quả thực không nên phí sức vào những chuyện không đâu. Báo bẩm quốc quân, đã tra ra được thân phận của hai người đó rồi. Được rồi, chuyện nhỏ như vậy không cần phải báo với ta. Thông báo cho thừa tướng xử lý là được. Nhưng mà quốc quân, thân phận của hai người này không phải dạng vừa đâu. Thôi, có gì mau nói đi. Hai người này chính là hai vị sứ giả mà quốc quân đại nhân phái đi Ngô Thiên Đế quốc. Cái gì? Các ngươi có nhầm lẫn gì không vậy? Là sứ giả chắc chắn luôn, đại nhân bớt giận. Ngươi không nói sớm chết đi. Trụ khí vân đang giảm thấp. Ngô Thiên Đế quốc nhất định là có thay đổi rồi. Như vậy khí vận của chúng ta mất đi, đã đi sang bên đối phương rồi. Bình tĩnh đi. Có chuyện ngài ý muốn nào bình thường. Ngô Thiên này, suy cho cùng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cho dù sang bên đối phương cũng không thể nào lấy đi được bao nhiêu vận khí đâu. Cũng mong là như vậy. Ây, đã mất 1/3 rồi, vậy mà lại giảm nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới bổ sung lại được. Khí vận lúc trước bị mất do hàng thiên cự thú lấy đi, bây giờ trực tiếp quay về nguyên dạng rồi. Chết tiệt mà. Báo, Ngô Thiên Đế quốc đã phát động tấn công với chúng ta. Hôm nay đã liên tiếp hạ được 3 thành biên giới của Vân Đỉnh ta rồi. Ngươi nói cái gì? Hay nắm Ngô Thiên, giết sứ giả của ta còn ngang nhiên tuyên chiến. Ta giết chết người. Ta đi một chuyến. Nhờ cả vào ngươi đấy, Ngô Thiên chết chắc rồi. Tuy lôi kéo thất bại, nhưng giết hắn ít nhất là cũng có thể bổ sung lại được khí vận mất đi. Chúc mừng ký chủ, do đệ tử ngọa môn tạo ra danh tiếng, tặng ký chủ 2 điểm may mắn. Điểm may mắn tăng mạnh, gấp đôi thưởng 4 điểm may mắn. Hiện tại điểm may mắn của ký chủ là 6 điểm. Ồ, là ai lại tạo ra 4 điểm vậy? Hình như là gà nhỏ đấy. Nhưng mà tên sơn tặc như hắn thì có thể làm lên danh tiếng gì chứ? Không phải là lại chiếm lấy mấy cái thôn đấy chứ? Thôi vậy, dù sao người cũng đã lớn rồi, một sư phụ như ta cũng không quản nổi nữa. Vẫn nên đi ra ngoài đi loanh quanh một lúc vậy. Không khí không đúng lắm nhỉ? Sau khi nghe ngóng được, nước này đang tấn công một nước khác. Lại còn là siêu cấp đế quốc. Ôi trời ơi, não của quốc quân nước này bị làm sao vậy? Mau thu dọn đồ đạc, chạy thôi tiểu quỷ. Cảm ơn đã chăm sóc, sau này gặp lại. Cứ vậy mà đi rồi sao? Đã ở lâu như vậy rồi cũng không có một chút lưu luyến. Đi thẳng không quay đầu lại. Con gái, hai người không phải người cùng đường. Người như thế này chúng ta đến tư cách với cao cũng không có đâu. Con biết rồi cha. Quên hắn đi. Lại một thành nữa. Đại nhân, lần này có phải là chúng ta hơi khoa trương hay không? Dù sao làm như vậy rồi thì chúng ta cũng không còn đường lui nữa. Hừm, trông ngươi kìa, có sư tôn và đại ca ta chống lưng, có gì mà phải sợ. Cũng phải, là ta lại uổng công lo lắng rồi. Báo. Bẩm báo đại nhân, dựa vào mật báo có tin Vân Đỉnh Đế quốc vừa phái một siêu cấp cao thủ tên là Diệt Thế đến đây. Đây là thông tin của người đó. Ồ, thực lực cao cường, ngồi ngang hàng với Vân Đỉnh quốc quân hay sao? Không phải là người ta có thể đối phó rồi. Xem ra đã đến lúc mời sư tôn hoặc là đại ca ra tay rồi.